Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Khánh Hân TV. Và rất cảm ơn một bạn hôm nay bạn đã vào, bạn hỏi mình. Bạn hỏi và bạn nhắc mình. Và ngay bây giờ thì mình sẽ chia sẻ lại cái nội dung. Và thật ra thì cũng có lần mình nói, nhưng mình lại thật ra do nó có quá nhiều những cái nội dung cho nên mình có thể mình quên. Đó là khi mà trồng dâu tây các bạn, thì các bạn hôm nay bạn hỏi là có xới đất không? Thì thật ra mình có trả lời các bạn đó là cái dâu tây ấy mà, thì nó cũng như cây khác thôi, các bạn cứ thử xới đất thường xuyên. Cái thường xuyên có nghĩa là cái xới cái lớp mặt này các bạn này, các bạn nhìn thấy không? Nên mình trồng dâu mà thì mình luôn luôn có một cái bay rất là nhỏ các bạn, mình nhẹ nhẹ mình cạy cái lớp mặt thì tạo thành cái lớp xốp xốp bên trên á, để cho nó tạo thành cái lớp xốp xốp để cho nó cái rễ nó có điều kiện nó phát triển. Và đặc biệt bên trên mình hay bón các phân hữu cơ các bạn nhá, thì nó sẽ thấm xuống và nó hút tốt hơn đó. Thì các bạn không đừng ngại là nó rất rễ đâu, không sao hết. Các bạn cứ trồng dâu tây thì các bạn có một cái bay, mình có một cái bay nhỏ nhỏ không biết cái này mình để ở đâu mất, mình tìm không ra luôn. Thì các bạn cứ phải xới mặt cho nó. Thì mình thì trong quá trình mình trồng á, thì hôm trước mình có nói các bạn đó là mình trồng thì mình có bón một cái phân trùn quế. Phân trùn quế thì trong mình có nói là trong phân trùn quế thì nó có cái ấu trùng của trứng của giun. Thì khi mà xuống thì giun nó sẽ đẻ ở trong và nó ở bên dưới các bạn nhá. Nó ở bên dưới và nó sẽ, mình dùng cái từ là nó lao động thường xuyên. Các bạn thấy mùn giun nó đùn đùn lên thì nó tạo thành cái độ hở ở bên dưới cho nó xốp đất. Và một số những cái chậu, mình một số chậu thì giun nó ít, nhưng mà một số, đa số thì các bạn có thể thấy được mùn giun nó đùn lên rất là nhiều. Và cái điều đó chứng tỏ là cái độ xốp và cái dâu tây nó phát triển bình thường đấy các bạn thấy không? Bạn thấy giun nó đùn đùn lên thì nó tạo cho cái độ xốp của cái chậu dâu là rất là tốt. Cho nên là có thể là vì vậy nên là mình cứ quên, mình không chia sẻ với các bạn. Thì cũng có một số những chậu thì mình vẫn xới các bạn nhá, vẫn xới đất cho nó. Đây. Các bạn thấy không? Mặc dù là nó mặc dù là nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà để giun nhỏ các bạn thấy không? Nó vẫn đùn đùn lên. Đây là cái cây dâu mà hôm qua mình nói chia sẻ với các bạn là nó bị bệnh đen đen mùa mưa đấy. Mình mai mình phơi nắng và hái những cái lá già đi. Các bạn có thể thấy được. Thì những cái chậu dâu mới cũng vậy. Các bạn trồng một thời gian thì khi mà nó chưa có mùn thì các bạn phải xới lên. Xới và ví dụ như ngày mai các bạn sẽ tưới phân thì các bạn xới cái mặt lên một chút. Chúng ta cứ xới cái mặt lên cho nó thơi xơi, xốp xốp. Nó có để có điều kiện nó dễ thoát nước và nó dễ ngấm cái chất dinh dưỡng, đặc biệt là cái phân hữu cơ xuống các bạn nhé. Đấy thì cũng không có rễ ở bên trên đâu các bạn nhá. Cho nên các bạn cứ xới đi, xới thoải mái. Đây là trong quá trình chia sẻ thì mình quên và mình cũng thấy là cái việc mà cái phân trùn quế đấy nó rất là có ích cho dâu tây, và cái việc mà nó ra những cái, nó sinh ra những con giun ở dưới nó đùn lên. Chính vì vậy mà mình không nhắc các bạn là lâu lâu thì các bạn là coi mình thì có những chậu nó cũng không có nhiều giun thì nó cũng không có nó đùn lên nhiều, cho nên mình cũng vẫn xới. Đó thì một chút chia sẻ với các bạn như vậy. Thì các bạn nhớ nhá là phải xới thi thoảng, phải xới đất nếu các bạn không có bón trùn quế. Mà nếu mà bón trùn quế nó như thế này thì có khi cũng không cần xới các bạn nhá. Đó, các bạn thấy những cái chậu này mình không hề cần xới luôn, ngồi rất là tơi xốp. Mình thi thoảng các bạn nên xới lên nhá. Cái chậu đây của mình này, mình vừa xới đây này. Đây. Nó cũng có nhưng vẫn là ít dưới run các bạn, nó vẫn rất là lén. Thì các bạn cứ xới lên nhá. Đây. Đấy, một chậu dâu già già. Cái chậu dâu này thì qua cái mùa này mình sẽ tách cho mình trồng lại các bạn. Vì cái dây